Wi-Fi trong nhà của bạn quá yếu và repeater hay là những bộ kích sóng Wi-Fi mở rộng là một trong những giải pháp mà người dùng thường hay nghĩ đến. Vậy repeater có phải là một giải pháp tối ưu dành cho người dùng hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video đấy nhé. Nhưng trước khi vào video á, thì các bạn đừng có tò mò là tại sao cái giao diện của mình bây giờ đang khác và trong video nó lại khác nhau ha. Tại ông cameraman ngồi đây này các bạn, ở ông ấy quay thiếu cái chuộc mà mình chào đầu luôn á. Báo quá trời báo luôn á trời. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải hiểu là bản chất của repeater sẽ hoạt động như thế nào. Cách hoạt động của repeater rất đơn giản. Repeater sẽ là một thiết bị trung gian tiếp sóng từ nguồn phát chính, sau đó phát sóng Wi-Fi mới cho thiết bị di động sử dụng. Lúc này thì repeater sẽ là một điểm truy cập internet trung gian với cường độ và tín hiệu tốt hơn. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản được là cục repeater này sẽ bắt sóng từ cục router chính của các bạn và sau đó cục repeater này sẽ phát sóng Wi-Fi lại cho các thiết bị của các bạn để các bạn có thể kết nối mạng một cách tốt hơn ha. Chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên sử dụng repeater không phải là lúc nào cũng sẽ cải thiện được chất lượng mạng của các bạn. Ví dụ như các bạn đặt vị trí của cục repeater quá xa cục router và hoặc là nó có quá nhiều vật cản thì khi này chúng không thể nào cải thiện được chất lượng Wi-Fi mặc dù cái cường độ tín hiệu của các bạn bắt là rất mạnh. Ví dụ như là các bạn bắt được cục Wi-Fi đó với cái cường độ là 5 vạch nhưng mà cái tốc độ mạng của nó thì vẫn chậm. Ví dụ dễ thấy nhất là phòng bạn ở quá xa so với thiết bị Wi-Fi có nhiều lớp tường cản trở thì khi này bạn đặt repeater ở trong phòng thì sóng Wi-Fi từ nguồn phát vẫn bị cản trở, không khác gì so với bạn bắt trực tiếp từ mạng chính. Lúc này thì bạn cần phải di chuyển repeater đến một vị trí khác hợp lý hơn, ra ngoài phòng của mình chẳng hạn, thì mới giúp cải thiện chất lượng mạng. Và cả khi bạn đã có một setup đủ tốt với cục repeater của các bạn thì lúc này thì sẽ có một cái vấn đề khác xảy ra. Các repeater sẽ cho phép tạo một điểm kết nối với tên mạng hoàn toàn mới so với nguồn phát chính và kết nối thủ công với nó. Vấn đề lúc này sẽ xảy ra khi bạn sử dụng Wi-Fi và di chuyển quanh nhà. Lúc bạn di chuyển quanh khu vực có repeater, điện thoại và laptop của bạn sẽ không tự kết nối với điểm mạng của repeater. Chỉ khi anh em nhận thấy tốc độ Wi-Fi giảm rõ rệt khi kết nối với router chính thì lúc này anh em mới thao tác đổi sang điểm mạng của repeater. Điều này vô hình chung tạo ra cho anh em một trải nghiệm thực sự không tốt, nhất là khi anh em đang xem video YouTube, đặc biệt là khi đang chơi game điện thoại giữa trận mà cái tốc độ như vậy là test cái độ bền của điện thoại luôn á. Một vấn đề nữa mà bạn cần phải lưu ý về chiếc repeater này. Nếu một số router Wi-Fi sử dụng cơ chế một điểm phát hai băng tầng khi vừa kết nối, thiết bị ban đầu sẽ nhận băng tầng 2.4GHz và tự động chuyển lên băng tầng 5GHz. Tuy nhiên một số repeater hỗ trợ cả 2.4GHz và 5.GHz. Khi kết nối với các điểm truy cập có hai băng tầng như này thì chỉ nhận được tín hiệu 2.4GHz và không tự chuyển lên băng tầng 5GHz. Điều này vô hình chung sẽ làm cho cục repeater không tận dụng được băng tầng 5.GHz của router nguồn. Ngoài ra, những thiết bị repeater giá rẻ thường có chuẩn Wi-Fi thấp hơn, đồng nghĩa với việc là không tận dụng được nguồn phát với chất lượng truyền tải và tín hiệu tốt nhất. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản là khi cái cục repeater này nó chỉ hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 4 mà cục router của nhà các bạn á, thì nó hỗ trợ tới tận chuẩn Wi-Fi 6 lận. Thì cái cục repeater này nó chỉ nhận được ở bờ tầng Wi-Fi 4 mà thôi, nên là nó không thể nào mà tận dụng được hết cái sức mạnh của router chính. Điều này thì sẽ gây một cái sự rất là lãng phí cho các bạn khi sử dụng. Ngoài ra thì có một số những đặc điểm mà bạn cần lưu ý khi sử dụng repeater nữa là repeater là một cái thiết bị khá là nhỏ gọn, thế nên là cái khả năng tản nhiệt của nó khá là kém. Khi mà bạn sử dụng trong một thời gian dài thì thường là repeater của bạn sẽ rất là nóng, thế nên là sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng Wi-Fi của các bạn, nhất là những cái thiết bị mà sử dụng USB để cấp nguồn á. Trời ơi, ngày xưa mình đã từng sử dụng một cái con repeater mà dùng cái USB để cấp nguồn á, chỉ cần xài 15 phút thôi là nó nóng vãi cả trường các bạn ạ. Đây là một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý khi mà sử dụng repeater ha. Thì khi mà sử dụng như vậy thì cái tín hiệu của các bạn sẽ rất là bị chập chờn. Vậy tổng kết lại, có nên sử dụng repeater hay không? Có. Trong trường hợp mà các bạn sử dụng repeater không thường xuyên và ví dụ như các bạn đi du lịch thì các bạn có thể sử dụng repeater như một cái thiết bị chống cháy khi mà cái phòng ở của các bạn quá xa cục router Wi-Fi. Khi này thì bạn sẽ dùng repeater để bắt được cái sóng từ cái cục router chính và phát lại cho phòng của các bạn. Thì các bạn nên sử dụng repeater trong trường hợp các bạn sử dụng không thường xuyên. Còn với trường hợp thứ hai thì sao? Và nếu như các bạn muốn sử dụng repeater trong một không gian cố định và thường xuyên á, thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng một cái router Wi-Fi để có thể có một cái kết nối và cái một đường truyền mạng ổn định hơn. Còn trường hợp cuối cùng á, nếu mà các bạn ui giời không muốn đi dây dợ lằng nhằng á, thì các bạn có thể chơi luôn bộ mesh. Theo mình tìm hiểu thì các nhà mạng họ cũng đã bắt đầu hỗ trợ lắp những gói mesh để có thể phủ sóng toàn bộ Wi-Fi trong ngôi nhà của các bạn. Thì khi này bạn chỉ cần thảy cho họ một cục tiền và họ sẽ phủ Wi-Fi cho toàn bộ nhà của các bạn mà thôi. Và nếu như là mình á, thì mình sẽ sử dụng cái phương án là chơi cục mesh. Mình sẽ đưa cho nhà mạng họ một cục tiền và họ sẽ đến nhà mình và họ phủ sóng Wi-Fi toàn bộ ngôi nhà của mình luôn. Còn nếu như bạn không có lựa chọn nào khác ngoài những chiếc repeater như thế này thì mình khuyên là các bạn nên mua một cái chiếc repeater chất lượng. Chứ các bạn mà mua những chiếc repeater mà với giá chỉ 100 đến 200 nghìn ở trên shop B thì mình nghĩ là cái trải nghiệm sử dụng của các bạn sẽ không tốt. Vậy ý kiến của các bạn thế nào?
có nên sử dụng repeater hay không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé để chúng mình cùng thảo luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. À quên, nhớ để lại cho GVN một like và một subscribe nữa nhé các bạn. Nhớ đấy, không được quên đâu đấy. Bye bye.